hay là những cái nhân sự mà học từ những cái trường rất nổi tiếng ở Việt Nam, và chúng ta trả lương cao hơn tập đoàn trả, ta trả lương cao hơn tập đoàn trả cho người ta. Bởi vì sao? Cái ngân sách để mình trả là dư, bởi vì trong cái bài toán mình tính được. Bởi vì sao? Công ty mình nhỏ và mình lương mình thấp nữa, mình giữ được người đó các bạn rất khó. Nên là mình nhỏ kèm theo đó là văn hóa mình tốt nữa, kèm theo lương thưởng của mình tốt nữa. Tôi thưởng luôn là tháng thứ 12 tháng, người ta chỉ trả tiền lương thưởng, đó là thưởng chỉ được khoảng tầm 1 tháng đúng không? Công ty nhỏ vừa nhỏ chỉ được 1 tháng thôi, ngân hàng mới là được 10 tháng. Mà ngân hàng là phải là làm ăn tốt mới được thưởng nhiều như thế, mà ta thưởng gấp đôi. Thì họ sẽ lựa chọn mình hay lựa chọn người ta? Lựa chọn mình. Thì đó là về cái bài toán về nhân sự thời vụ ở ngày mai tôi sẽ nói về cái phần đó. Thì lúc đó trong một cái sự cạnh tranh khốc liệt đấy, mình phải tạo ra được lợi thế cạnh tranh cho mình. Thì lúc đó mình sẽ bán được. Bằng việc đó là mình phải làm chi tiết về một cái hệ thống như thế này. Ok, rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ làm về thay đổi con số này đầu tiên, đúng không ạ? Con số này đầu tiên. Trước khi mà chúng ta làm cái này, bây giờ chúng ta ngồi làm bài này cho xong lắm. Ok, bởi vì chúng ta phải ngồi chúng ta làm. Bây giờ đầu tiên là tùy theo cái mục tiêu của chúng ta là bao nhiêu. Ví dụ mục tiêu chúng ta là 2 tỷ, 3 tỷ, 4 tỷ một năm, thì chúng ta hãy ghi con số đó ra, bắt đầu chúng ta lên cho mình plan này. Ok các bạn. Và ok, xin mời các bạn chúng ta lên plan này. Chúng ta vào cái group